đang phải bảo trường này nuôi nên hướng dẫn được thằng em cho nó nuôi thế nào. Cái lồng chẳng nhìn thấy cái lồng treo đâu. Đấy, lồng đấy. À rồi rồi rồi. Thế nên nó đứng ngay trên nóc rồi còn gì. Thì có ai nói gì đâu. Còn hôm qua đấu tít mù rồi nó đéo ấy, nhưng hôm nay xuống lồng nghe có vẻ nghe không căng rồi. To nhỉ, chìm. Chơi cúp cầu chứ. Hầu. Ô, con này chơi như con hầm, cứ ở trên ngọn cây nọ cây kia ấy. Ấy ấy, ủa quần. Chết nào, chết nào. Cá ve đâu không biết. Đứng đây soi luôn à. Chưa, nhìn soi lồng. Xuống giờ con này nhanh xuống mà. Trên xong. Ôi trời ơi, ra rồi. Sập chưa? Chưa sập. Đáng không anh? Có này luôn tôm này mình nguy hiểm rồi. Nhờ. Cứ lừ vào. Chết, thì gì chứ. Con này nhanh chứ. Hôm qua nó cứ đấu vòng quanh nhé, không đá đâu. Không xuống lồng. Hôm nay không có mấy thằng lâu bâu ra xem. Xin là gì với cái xoan của tôi rồi. Tôi vừa đánh cây tre đã nhà tao nuôi rồi những cái xoan. Ra ngồi hóng cả lũ bây giờ. Thôi cần gì đâu, ngõ này cũng ít người đi. Chết rồi. Chết rồi mà. Rồi xong rồi đá trộm luôn. Nên này. Thế con trẻ này có hot gì không? Trẻ này hot. Nhìn được không chưa? Nhìn được, em đi dần. Em đánh vòng từ đây, em quay từ đây vòng từ đây. Chưa đến cái xe máy đâu, chỉ còn đến cái dây bóng thôi kìa. Quay lại thấy đang ngụp nhau mồi ác. Thế được cơ. Em chỉ 5 bước chân thôi mà. Em thì em lại ra em chộp. Nhưng mà ăn file điện thoại ngay, cắm file cái phải nhạy phích. Gọi file gọi kìa, mòn hơi cứ đứng ở trên cây. Mái kìa. Mái đến rồi. Mái bên tay phải ở trên. Xuống cái hồ dụ cho cái rồi. Xuống luôn. Đi luôn. Có đá và hông chứ phải nào không anh nên đá ác đá hông chạy vòng quanh em bắt đầu trèo lên mồi quắp trong lúc chẳng lẽ lại chạy ra được vầu. Đây này cà ve con này máu chiến rồi. Đang cái lúc vắng người thì không đá luôn đi, tí nữa đông thì đá làm sao được. Sắp chết rồi, chết rồi. Ẵng rồi. Mình rất ghét đánh cái cành tre, chả có cái thế thủng đéo. Treo tàn thả. Tôi xuống dưới. Người này chết đấy, chết. Nước dừa này mới chết. Đấy, cảnh đẹp đây rồi. Thoại xuống tầm này thì phải ở giữa cầu tục. Đấy. Chuyển cơm mẹ nấu rồi.
lắm. Đúng rồi, cành đậu, cành treo lồng luôn đấy. Chết rồi, nó cứ soi soi rồi. Ô lại đi ra đều nhỉ. Có bọn này cháu dễ út rồi, về cháu về phải đảo. Hai con đi đâu rồi? Không, em vẫn thành ngoài. Tụt xuống đồng luôn đi. Hai con đang cây xoan, lại bơi theo.